Hoài Linh trao 1 tỷ cho Quảng Trị, người ủng hộ, người mỉa mai, từ thiện trả góp. Sau 6 tháng nhận số tiền 13,7 tỷ đồng của các mạnh thường quân, nghệ sĩ Hoài Linh gây tranh cãi vì chậm tiến độ cứu trợ miền Trung với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng cho biết tiền từ thiện vẫn còn trong ngân hàng và sẽ lên kế hoạch giải ngân trong thời gian tới. Trong khi cộng đồng mạng vẫn đang tranh cãi không ngớt, thì chiều ngày 31 tháng 5, đại diện của nam nghệ sĩ đã có động thái gây chú ý. Cụ thể, ông Hà Văn Tự, người đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã trao tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng thay mặt nam danh hài và các mạnh thường quân để ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng trong đợt lũ năm 2020. Thông tin đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao tặng 1 tỷ đồng cho bà con tỉnh Quảng Trị nhanh chóng được netizen chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng trên các diễn đàn, hội nhóm, cộng đồng mạng chia ra hai luồng ý kiến. Một số ít khán giả ủng hộ nhiệt tình cho hành động của nam danh hài. Họ cho rằng tuy tiền đến tay người dân muộn vẫn tốt hơn là nằm không. Phần còn lại tranh cãi gay gắt, thậm chí không đồng tình và cho rằng đây là hành động tạm thời nhằm xoa dịu dư luận của ekip nghệ sĩ Hoài Linh. Nhiều người thắc mắc việc này có phần mâu thuẫn với lời nói trước đó của nam nghệ sĩ khi cho rằng vì tình hình dịch bệnh COVID-19 nên không thể hỗ trợ người dân được, trong khi thời điểm hiện tại tình hình dịch cũng đang diễn biến căng thẳng trên khắp cả nước. Phần lớn cư dân mạng cho rằng việc giải ngân của nam nghệ sĩ là quá chậm và nhỏ giọt. Thậm chí nhiều bình luận mỉa mai nam nghệ sĩ đang từ thiện trả góp. Hiện nay vấn đề này vẫn đang gây tranh cãi không ngớt trên mạng xã hội. Một số bình luận của cộng đồng mạng: dạo trước chú bảo đang dịch không chuyển được, giờ đang đỉnh dịch mà chú chuyển được nhanh gọn lại thế. Người miền Trung họ bảo hết lũ rồi còn ủng hộ COVID-19 kìa. Chú Hoài Linh từ thiện trả góp à, chuyển từ nửa năm trước có phải bà con đỡ khổ không? Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cứu trợ trả góp, cứ 6 tháng mới trao 1 tỷ thì đến 7 năm mới đủ, công kênh quá chú Hoài Linh ơi. Chú yên sao kê trước đi, còn việc muốn chuyển tiền bao nhiêu thì cứ từ từ mà trừ ra. Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã thay mặt bà con nhân dân tỉnh này gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh đã hỗ trợ và chia sẻ khó khăn đối với người dân nghèo trên địa phương. Cũng theo ông Hùng, chiều cùng ngày, đoàn đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã đến một số địa bàn trong tỉnh như Hải Lăng, Triệu Phong. Dự kiến thời gian tới, đoàn của danh hài Hoài Linh sẽ về lại Quảng Trị trao quà cho bà con gặp khó khăn. Đợt trước, đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh đã ra Quảng Trị, có ghé thăm bà con có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã có ý định trao quà và biểu diễn hài cho bà con ở đây xem, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể tiến hành được, ông Hùng nói thêm. Trước đó, trong clip trần tình về số tiền 13,7 tỷ đồng, nghệ sĩ Hoài Linh cũng có lời khẳng định chắc nịch. Hoài Linh sẽ không làm cho quý vị những nhà hảo tâm chuyển đến cho Linh mang đến bà con miền Trung thất vọng. Sau cùng, Linh cảm ơn các ân nhân, những nhà hảo tâm trong nước cũng như kiều bào nước ngoài đã tin tưởng và gửi vào quỹ từ thiện này. Cảm ơn khán giả từ khắp mọi nơi lúc nào cũng tin tưởng và dõi theo Linh. Hoài Linh mong cơn dịch bệnh này sẽ qua nhanh để Hoài Linh có điều kiện thực hiện lời hứa của mình là đích thân trao tặng từ thiện cho bà con miền Trung. Tôi sẽ nói lời xin lỗi với bà con miền Trung vì số tiền này đến muộn hơn dự tính ban đầu.